Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung. 56 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị cấp huyện và các xã thị trấn trên địa bàn huyện theo học khóa học. Trong thời gian 18 tháng, các học viên lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tổ chức tại huyện Xuyên Mộc được nghiên cứu 6 phần học. Trong số các nội dung cơ bản, lớp trung cấp lý luận chính trị có chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đảng và đường lối chính sách của đảng nhà nước Việt Nam, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý.